Rồi nhìn mấy em nha, anh Hòa nha. Nhìn đây nha. Mọi người nhìn mấy em đi nha. Rồi, diễn nha. Tiếp luôn. Nhiều biểu cảm cho nha. Cảm được. Đúng rồi. Tiếp luôn. Tiếp luôn, không nhìn thì chào không lầy. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí.